Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tiếng Rao 4.0. Và kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chương trình Tiếng Rao rất vui được mời quý vị và các bạn về với thành phố Huế mộng mơ xinh đẹp. Và nhân vật chính của Tiếng Rao tuần này tại Huế đó là chính là mẹ gái với cái món bánh đúc mật mía huyền thoại Kim Đình. Rồi có khách tới rồi, vô luôn mấy phần em ơi. Rồi đây em mấy phần mắc cỡ gì trời ơi. Rồi cho mẹ nhiêu cho nha, cho bao nhiêu cũng được, bình thường mẹ bán phần dài 10.000 đó. Ok rồi, tặng mẹ luôn 2 phần 50.000. Rồi một phần, dạ hôm nay ban tổ chức rất là ác nghiệt, cho con lên bán có một phần thôi à. Đó tình trạng chung bữa giờ là bị cái tình trạng hoài, nhưng mà con bác thân mến cứ ai nhìn thấy mình cái xong là bỏ chạy à, kỳ vậy đó, không nghĩ luôn hay được đúng không. Rồi ok, ôi cảm ơn con nha. Rồi thôi lên xe rồi thôi go. Dạ tình hình buôn bán ở đây hơi khó khăn cho nên là bây giờ qua chợ Đông Ba nha. Rồi di chuyển qua chợ Đông Ba đi. Chợ Đông Ba nghe nói mới bây giờ là thay đổi nhiều lắm, thay da đổi thịt rất nhiều, cách đây 3 năm là rất là khác và hôm nay là rất là khác luôn. Dạ rồi đây là để chị nha, một người trời ơi. Dạ rồi một bếp, dạ cảm ơn chị. Rồi dạ dạ bao nhiêu cũng được, 20, 50, 10.000 bao nhiêu cũng được. Dạ bánh đúc mật mía đi. Rồi con cười là con dính rồi con ơi. Dạ. Hai đứa con nhìn chú con cười chi. Rồi đây con. Dạ con ơi. Chú xin tiền hả con, có cảm ơn kỳ hả con. Dạ. Em thương cháu kia. Ôi trời 1 triệu. À, nó rớt đâu 9.8 rồi. Dạ nó đùa cho cảm ơn chị nha. Dạ rất là quý. Dạ chúc chị mua bán đất nha. Đón xem Tiếng Rao 4.0 tập 6 phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ 6 10 tháng 3 năm 2023 trên HTV7.